Liên quan tới F0 ở thôn Chùa, xã Đồng Sơn, thành phố Bắc Giang có dịch tễ trở về từ vùng dịch mà chúng tôi đã đề cập trước đó, thành phố Bắc Giang đã tập trung cao các biện pháp phòng chống ra sao? Ngay trong tối nay, tại xã Đồng Sơn, ông Nguyễn Hữu Đính, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố đã thông tin nhanh với phóng viên thời sự. Ngay tại cạnh tôi lúc này là ông Nguyễn Hữu Đính, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố. Vâng, thưa ông, có thể cho biết là khi chúng ta phát hiện cái ca bệnh ở trên xã Đồng Sơn này thì các cái biện pháp nào đã được thành phố quyết liệt triển khai ngay lập tức ạ? Vâng, báo cáo các đồng chí là ngay buổi sớm hôm nay khi xét nghiệm phát hiện công dân Trịnh Văn Hợi ở thôn Chùa, xã Đồng Sơn nhiễm COVID-19 thì ban chỉ đạo thành phố đã họp khẩn buổi sáng hội ý thường trực và chiều hôm nay họp liên tục từ 3:30 cho đến bây giờ mới kết thúc, và với các đồng chí bí thư chủ tịch các phường xã và kích hoạt một loạt các cái biện pháp chống dịch khẩn cấp. Trong đó thì chúng tôi có yêu cầu thành lập các cái chốt để kiểm soát dịch ra vào thành phố. Những cái nơi mà phát sinh F0 như ở thôn Chùa này thì chúng tôi thực hiện cái việc phong tỏa và cách ly ngay để hướng dẫn người dân cũng như khai báo y tế, thực hiện ngay cái việc lấy mẫu xét nghiệm cộng đồng rộng rãi ở khu vực anh Nguyễn Trịnh Văn Hợi có thực hiện. Cái thứ hai là chúng tôi đã triển khai truy vết thần tốc đối với các cái F1, F2, và ngay ngày mai thì khu vực trường cấp 1, cấp 2 của xã Đồng Sơn chuyển sang học trực tuyến để đảm bảo cái việc phòng chống dịch, bởi vì một số các cháu khi truy vết đã là F2. Đấy là cái thứ hai. Thứ ba ấy là chúng tôi tuyên truyền rộng rãi bằng các hình thức cho nhân dân để những người đến và về từ vùng dịch đều phải được khai báo y tế. Và nếu như trường hợp nào cố tình không khai báo mà gây ra cái hậu quả thì sẽ kiên quyết xử lý theo pháp luật. Cái thứ ba ấy là ban chỉ đạo các phường xã thực hiện cái báo cáo hàng ngày và liên tục đến ban chỉ đạo thành phố để xử lý các cái tình huống cấp bách khi có phát sinh ở cơ sở.